Quang Linh giải quyết như thế nào khi bị chính quyền địa phương gây khó dễ khi xây nhà cho Quang Tuấn? Nhà của em Quang Tuấn được Quang Linh và mọi người khắp nơi hỗ trợ xây. Nhưng trong quá trình thi công, luôn bị bên phía chính quyền địa phương gây sức ép làm khó, dễ ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. Hôm nay anh Quý trong team Châu Phi xuống thăm nhà của Tuấn, đồng thời cho anh em thợ xây phải tạm nghỉ một thời gian để Quý lên huyện hỏi rõ và xin hướng dẫn giải quyết hoàn cảnh của em Tuấn. Thật đáng thương, bố mất sớm phải ở với mẹ, dưới Tuấn còn có một đàn em nheo nhóc, Tuấn gần như là trụ cột chính trong gia đình. Trước kia em Tuấn cũng được Quang Linh nhận vào team để quay video được một tháng, nhưng vì Tuấn có mang trong mình một cơn bệnh động kinh, co giật, tiềm ẩn rủi ro, nên cho dù rất thương cho hoàn cảnh nghèo khó của Tuấn, nhưng Quang Linh cũng đành cho Tuấn nghỉ việc ở nhà một thời gian để nghỉ ngơi. Căn bệnh này có thể co giật, té ngã bất cứ lúc nào. Trường hợp xấu thì ảnh hưởng đến tính mạng. Trước khi đưa ra quyết định cho em Tuấn nghỉ việc thì Quang Linh cũng đã suy nghĩ khá nhiều. Hiện tại mình đang là người nước ngoài sống ở đây. Nếu nhận người làm mà lỡ người đó gặp bất trắc gì thì mình sẽ dính líu đến pháp luật ngay. Mặc dù cho Tuấn nghỉ việc nhưng mỗi tháng Quang Linh cũng sẽ cung cấp gạo, dầu ăn và các thứ cho Tuấn và người nhà. Trước kia Tuấn được mẹ dẫn vào gửi ở chỗ Quang Linh Farm để làm việc. Nay Tuấn không còn làm việc nữa nên Quang Linh sẽ phải đưa em Tuấn trao lại tận tay cho gia đình em. Để lỡ sau này em Tuấn có đi đầu té ngã không ai biết thì gia đình cũng không quy trách nhiệm cho Linh được. Quang Linh cũng đã hỗ trợ di chuyển đồ đạc giúp cho Tuấn và Linh cũng không quên trả một tháng tiền lương mà Tuấn đã phụ việc cho anh là 25.000 quan. Đó là số tiền tương đối cao so với mức sống chung của người dân bên đó. Cũng vì quá thương cảm cho hoàn cảnh của em Tuấn, Quang Linh muốn mua đất xây cho em Tuấn một căn nhà thật kiên cố để em có thể yên tâm hơn về cuộc sống, không phải lo nghĩ gì cả. Mảnh đất mà Quang Linh mua cho Quang Tuấn thuộc trục đường chính đi lên xã. Có nhiều xe cộ qua lại và có trị giá 30.000 quan, tức khoảng 8 triệu Việt Nam đồng. Trước đó, Quang Linh đã công khai khoản tiền do các mạnh thường quân hỗ trợ với Tuấn. Cụ thể, số tiền nhận được trong khoảng thời gian vừa qua rơi vào khoảng hơn 182 triệu đồng. Số tiền mua đất tặng Tuấn, Quang Linh trích một phần từ số tiền mạnh thường quân ủng hộ, tổng cộng được khoảng 28 triệu. Còn riêng khoản xây nhà, Quang Linh ước tính sẽ rơi vào khoảng 8.000 đến 9.000 đô, tức khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Ngôi nhà sẽ gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn và 1 nhà vệ sinh. Phía trước chưa ra 1 phòng để bán tạp hóa. Căn nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 3 và mới đây khi công nhân đang xây dựng thì lại bị bên chính quyền địa phương xuống ngăn cản xây dựng vì lý do mở đường trong tương lai hay gì đó mà họ không nói rõ. Tất cả đều được thông báo bằng miệng, không có văn bản hay giấy tờ gì nên rất khó cho anh em trong việc làm việc. Cứ hễ chuẩn bị xây dựng là họ lại xuống thay đổi thông báo, đến nỗi bây giờ phải lùi sâu vào bên trong hơn 10 mét tính từ lề đường. Rồi bây giờ anh Quý bắt buộc phải hoãn việc thi công nhà lại để lên huyện trình bày sự việc và xin phương án giải quyết. Nếu như bên trên có quyết định như vậy thì bắt buộc mọi người phải thay đổi lại thiết kế của ngôi nhà theo kiểu chữ L cho phù hợp. Cũng rất mừng là bác chủ đất rất tốt bụng đã hứa nếu như chuyện huyện vẫn giữ nguyên quyết định lùi vào sau như vậy thì bác sẽ cho thêm một phần đất nhỏ ở bên cạnh để nới rộng căn nhà hơn. Sai lầm của team Châu Phi là khi xây nhà kiên cố ở đây không qua xin ý kiến của xã nên luôn bị làm khó dễ. Chính như lời bác chủ đất thì nếu như mình làm nhà bằng đất thì làm ở đâu hay thế nào cũng được, không có ai ngăn cấm cả. Việc hoãn thi công nhà thì các anh công nhân thợ xây cũng rất buồn vì không có việc làm thì sẽ không có gì ăn. Nhưng em Tuấn cảm thấy buồn hơn vì bước đầu đã luôn gặp rắc rối. Chúng ta hãy cùng mong chờ kết quả tốt đẹp cuối cùng nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Người Angola nói một câu khiến Liên Hợp Quốc xấu hổ. Liên Hợp Quốc nỗ lực 40 năm không tạo được 5 kỳ tích như Quang Linh đã làm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với Hot 3 Phút. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An đầy nắng gió. Phạm Quang Linh sớm thấm thía cảnh nghèo khó khi còn là một cậu bé. Năm 2016 tốt nghiệp phổ thông, Linh quyết định đến Luanda, thủ đô Angola, tận châu Phi xa xôi để lập nghiệp. Ban đầu Quang Linh đến Angola là để mưu sinh, nhưng với tư duy nhạy bén cùng với trái tim nhân hậu, 7 năm sau anh đã giúp hàng chục ngàn người dân châu Phi có cơm ăn, áo mặc, trẻ em được đến trường. Câu chuyện của Quang Linh đã có sức lay động và cảm hóa đến một thời gian chưa lâu trước đây. Anh đã được Đại sứ quán Angola tại Việt Nam mời đến tham quan và gặp mặt. Tại đây, đại sứ đã vô cùng biết ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình của Quang Linh dành cho châu lục nghèo khó. Đặc biệt, ngài đại sứ đã thốt lên một câu khiến cho Liên Hợp Quốc nghe xong cũng phải cúi đầu. Còn người Việt Nam thì càng thêm hãnh diện, tự hào. Ngài đại sứ không nể nang mà cho rằng ngay cả Liên Hợp Quốc cũng không làm được năm thành tựu như team Quang Linh đã làm. Vậy, năm thành tựu đó là gì? Và Quang Linh có thực sự xứng đáng với những lời tán dương của vị đại sứ này dành cho mình hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Thành tựu đầu tiên là Quang Linh đã góp công lớn mà còn chữ đến với hàng ngàn trẻ em châu Phi. Kể từ năm 2021, Quang Linh đã hỗ trợ 5.000 học sinh miền núi ở đây có đủ điều kiện học. Linh nói,
nhà nước Angola miễn phí tiền học cho trẻ, nhưng đồng phục sách vở tiền ăn thì gia đình phải tự lo. Mà đối với họ, tiền ăn phải kiếm hàng ngày, đầu dư giả để cho con đi học. Thậm chí trường học ở vùng này xây từ năm 1987, cũ kỹ hư hỏng. Nhà trường còn chẳng đủ kinh phí để mua bàn ghế mới. Cho nên học sinh đến trường phải tự vác ghế ở nhà đi. Hiện tại team của Quang Linh không những sửa sang một ngôi trường, mà còn xây thêm rất nhiều những ngôi trường khác trong các bản làng xa xôi để vận động người dân cho trẻ đến trường. Dự án mà Quang Linh tâm đắc nhất trong năm 2022 là xây dựng được một số điểm trường tại Angola. Team châu Phi đã sửa chữa làm mới bàn ghế ở một số trường học, gồm 10 phòng, xây mới hoàn toàn một trường gồm 6 phòng học, cùng với đó là 7 lớp xóa học mù chữ tại các bản làng đang được nhóm giúp đỡ. Thứ hai, đó là Quang Linh đã mang những bữa ăn đầy đủ đến cho người dân châu Phi. Nói đâu xa làm gì, nhu cầu trước mắt nhất của người dân châu Phi vẫn luôn là lương thực, thực phẩm và đối diện với nạn đói. Thứ ba, là Quang Linh đã tạo công ăn việc làm cho người dân châu Phi và phát triển nông nghiệp châu Phi. Có làm thì mới có ăn, đúng không các bạn? Quang Linh không chỉ muốn cho người dân con cá mà phải cho họ cái cần câu để rồi hướng dẫn họ câu cho được con cá. Đó mới là mục đích cuối cùng. Quang Linh nhận thấy đất đai ở đây màu mỡ nhưng người dân lại không biết cách canh tác. Rau xanh, một thứ rất dễ trồng lại trở thành một mặt hàng vô cùng khan hiếm và đắt đỏ. Tiền Quang Linh đã mua hạt giống tại Việt Nam và mang những kiến thức con nhà nông để tạo ra những mảnh vườn giúp cho người dân có thể tự trồng trọt và làm nông nghiệp bằng kinh nghiệm làm nông trước đây ở Việt Nam. Họ hướng dẫn cho người dân cách trồng rau củ, cách thu hoạch như thế nào, thậm chí cả cách chế biến rau thành món ăn. Những lứa dưa chuột, rau cải đầu tiên được đưa ra chợ bán thu lại một khoản tiền để tái trồng trọt. Và những vụ ngô bội thu được thu hoạch chia đều cho các hộ dân, còn hướng dẫn họ cách bảo quản ngô sao cho phù hợp. Đặc biệt hơn nữa, Quang Linh còn tạo công ăn việc làm cho người dân, ngoài trả lương cao cho người dân còn tặng thưởng đầy đủ vào dịp lễ Tết. Quang Linh còn xây dựng nhà cho nhân viên của mình. Rất nhiều gia đình đã đổi đời nhờ tấm lòng nhân ái của Quang Linh. Thứ tư, Quang Linh đã làm được những điều tưởng như là mơ, mang cơ sở vật chất như nguồn nước, kéo điện, xây đường cho nhiều bản làng châu Phi. Khi thấy vùng quê này không có nước sạch để sử dụng, team châu Phi của Quang Linh đã khoan giếng nước ngầm. Team Quang Linh đã quyết định bỏ tiền thuê thợ đến khoan tìm nước ngọt. Team Quang Linh đã khoan được hàng chục giếng nước tại nhiều bản làng mà team đang giúp đỡ. Khi có nguồn nước sạch từ những giếng khoan này thì người dân nơi đây rất vui mừng bởi chi phí khoan giếng là quá khả năng so với thu nhập của họ. Hết lo chuyện nước rồi lại đến điện đóm. Sống ở Angola một thời gian nên Quang Linh thấm thía được việc mức điện tại đây sẽ khắc nghiệt như thế nào. Điều thứ năm cũng là một thành tựu ý nghĩa mà chỉ có Quang Linh mới làm được. Đó là anh đã kết nối văn hóa Việt Nam và châu Phi, đem hình ảnh con người Việt Nam tốt bụng, nhân hậu ra thế giới. Kính thưa quý vị, khi nhìn thấy một chàng trai quê Nghệ An đem đến nụ cười cho những người châu Phi với điều kiện sống vô cùng hạn chế, có thể nói trong thời đại dễ dàng tiếp cận thông tin mà chúng ta đang sống giữa vô vàn những sản phẩm giải trí giật gân, gây sốc, khiến cho dư luận phải đặt dấu hỏi rất lớn về giá trị nhân văn. Phạm Quang Linh cùng với team châu Phi của mình chính là một màu sắc đẹp và đáng quý. Đó không chỉ đơn giản là sự tích cực, tình cảm không vụ lợi giữa người với người, mà còn là niềm đam mê, niềm tin cho những người Việt Nam có đam mê sáng tạo nội dung trên mạng Internet rằng luôn có một bộ phận rất đông người muốn được theo dõi những nội dung có tính nhân văn, sự thực tử tế. Hình ảnh Quang Linh và những người bạn tại châu Phi đang giúp cho cộng đồng tràn đầy xúc cảm, tự hào về những trái tim Việt Nam đang tỏa nắng, góp phần sưởi ấm cuộc sống đầy khó khăn ở châu Phi. Có thể nói tình yêu là sự cho đi. Đâu đó cách Việt Nam hơn 10.000 km, đang có một người con xứ Nghệ vẫn hàng ngày mang đến cho những người nghèo khổ ở đó tình yêu, sự may mắn. Với tất cả những điều ý nghĩa nói trên, cũng không ngoa khi đại sứ Angola thẳng thừng nói Quang Linh đã làm được nhiều điều mà Liên Hợp Quốc mãi vẫn chưa thể làm. Quý vị và các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Hot 3 Phút để ủng hộ cho chúng mình. Và cũng đừng quên nhớ đăng ký và ấn nút like, cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!